Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem Bóng Đá Là Có Tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa Việt Nam và Triều Tiên. Trước khi đi mà nhận định chính thức trận đấu này, mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình hôm qua đã ăn 2/3 kèo đấu mình đưa cho tất cả mọi người. Anh em nào chưa kết bạn Zalo với mình hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Để anh em không phải đợi chờ thêm nữa, mình sẽ đi vào nhận định chính của cái trận đấu này. Vâng, thì hai trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chúng ta là gặp đội tuyển U23 Jordan và U23 UAE. Đội tuyển của chúng ta đã xuất sắc giành hai trận hòa trước hai đối thủ được đánh giá là mạnh hơn. Và ở trận đấu này, khi mà Triều Tiên hiện tại đang được đánh giá là yếu hơn đội tuyển Việt Nam của chúng ta, thì liệu rằng các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu như thế nào? Nếu AUE và Jordan có một kết quả hòa và Việt Nam chúng ta có một kết quả thắng ở trận đấu này, thì đương nhiên ba đội Việt Nam, UAE và Jordan sẽ có cùng tổng tỷ tổng số điểm, đó là 5 điểm các bạn nhé. Và nếu như Việt Nam của chúng ta giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Triều Tiên, thì chắc chắn 100% suất đi tiếp sẽ dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Vâng, thì liệu rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự thay đổi chiến thuật nào hay không? Trong lần gặp đây gần nhất thì Triều Tiên thắng chúng ta với tỷ số là 2-0 các bạn nhé. Và những trận ở gần đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đang có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Còn đội tuyển U23 Triều Tiên thì họ đang có 2 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng các bạn nhé. Và đây là đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trận đấu này. Về phía các cầu thủ Việt Nam chúng ta thì vẫn là Tiến Linh, Đức Trinh, Lĩnh Sướng hàng công. Ở hàng tiền vệ thì sẽ có Quang Hải, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Hoàng Đức và Việt Anh. Vâng, Bùi Tiến Dũng thì vẫn ở vị trí thủ môn. Ba trung vệ của chúng ta sẽ vẫn là Tấn Sinh, Thành Trung và Ngọc Bảo. Về phía các cầu thủ Triều Tiên thì không có sự thay đổi nào ở so với trận đấu mà họ gặp các cầu thủ ở UAE. Ở trận đấu này thì mình sẽ nhận định là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-0, một tỷ số vừa đủ để chúng ta có thể bước tiếp vào vòng đấu tiếp theo của vòng chung kết U23 châu Á này. Vâng,